Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức tham gia họp để lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam. Dự kiến, hai đội tuyển đều sẽ tập trung từ ngày 14 tháng 3. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 30-35 cầu thủ cho mỗi đội tuyển. Với đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ được triệu tập đều nằm trong danh sách sơ bộ 60 người đang được VFF làm thủ tục sang Nhật Bản để thi đấu trận cuối cùng thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong khi đó, đội U23 Việt Nam cũng sẽ lên đường sang UAE tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup vào cuối tháng này. Nhiều khả năng, trợ lý Lee Jong-jin sẽ thay thế ông Park dẫn dắt đội U23 Việt Nam ở giải đấu tới đây. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.